Bên em vừa hoàn thiện bộ cửa tự động nhập khẩu Nga xe Hyundai Starrex ạ. Bấm mở bằng chìa khóa. Cửa ra hết hành trình luôn. Xe này thì sẽ lắp dấu kín hoàn toàn ở trong cái vách cửa này. Không có một cái thiết bị nào ở bên ngoài hết ạ. Đóng cửa lại. Đây, cửa vào khá là khít. Mặc dù xe này khá là cũ rồi, nhưng bác chủ vẫn trang bị bộ cửa tự động nhập khẩu Nga để đi lại cho nó tiện. Phía trên khoang lái táp lô cũng có một cái nút ấn. Đây ạ, ở trên khoang lái có một nút ấn như này. Đặc biệt là cái nút ấn này có cái tính năng là VMAX, tức là tốc độ lên tới tối đa. Khi mà xe đỗ trên cái địa hình dốc nghiêng thì có thể đóng cửa ở mức độ cao nhất. Chống kẹt đa điểm rất thông minh nhá, công tác chống kẹt ạ. Chỉ cần đẩy ngược lại là cửa sẽ vào luôn ạ. Cửa sẽ đẩy ngược lại luôn. Ok.